Tại sao nhiều người không mắc Covid-19 dù tiếp xúc gần với người bệnh? Các nhà nghiên cứu Anh nhận định đã tìm ra lời đáp. Đó có thể là nhờ phản ứng của tế bào T, tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học London College đã tiến hành phân tích dữ liệu của hơn 700 nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở Anh. Trong đó, 58 người có kết quả xét nghiệm âm tính dù làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm cao. Theo nghiên cứu, có thể những người này đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ corona như virus gây cảm lạnh thông thường. Do đó, khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập, ở một số người có thể kích hoạt các tế bào T giúp cơ thể ghi nhớ những bệnh trước đây, qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra triệu chứng. Một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy, một số người có thể đề kháng với virus SARS-CoV-2 cao hơn những người khác. Kết quả nghiên cứu mới tại Anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới trong phát triển vaccine ngừa COVID-19, theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào T thay vì phản ứng của kháng thể. Hướng đi này có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn.